Minh được tử vi mến chào các bạn. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ ba ngày 21 tháng 12 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 18 tháng 11 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Quý Mão, tháng Canh Tý, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ nhâm tý từ 23 giờ đến 1 giờ, thuộc tư mệnh, giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thanh long, giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc minh đường, giờ mậu ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc kim quỹ, giờ kỷ mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc bạo quang, giờ tân dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc ngọc đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ quý sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc câu trận, giờ bính thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thiên hình, giờ đinh tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc chu tước, giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc bạch hổ, giờ nhâm tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên lao, giờ quý hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc nguyên vũ. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, kim bạch kim, ngày quý mão, tức can sinh chi, nghĩa là thủy sinh cho mộc, và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm kim bạch kim kỵ tuổi đinh dậu tân dậu ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc đặc biệt là tuổi kỷ hợi nhờ kim khắc mà được lợi ngày mão lục hợp với tuất tam hợp với mùi và hợi thành mộc cục xung với dậu hình tý hại thìn phá ngọa và tuyệt thân vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi tân dậu đinh dậu đinh mão tuổi xung trong tháng tuổi nhâm ngọa bính ngọa giáp thân, giáp dần. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên quý, tốt mọi việc, sao thiên thành, tốt mọi việc, sao tuế hợp, tốt mọi việc, sao hoạt điệu, tốt nhưng gặp thủ tử thì xấu, sao dân nhật, thời đức, tốt mọi việc, sao ngọc đường hoàng đạo, tốt mọi việc. Và ngày hôm nay là ngày trực tinh, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần, thất sát. Sao sáu trong ngày gồm có sao Thiên Cương, sáu mọi việc, sao Thiên lại, sáu mọi việc, sao Tiểu Hao, sáu về giao dịch, mua bán, cầu tài lộc, sao Thủ Tử, sáu mọi việc, trừ săn bắt, sao Địa Tặc, sáu đối với khởi tạo, an táng, khởi công, động thổ, sao Lục Bất Thành, sáu đối với xây dựng và ngày hôm nay là ngày tùng tang, kỵ về cưới hỏi, an táng, khởi công, động thổ, sao trùng phục kỵ về giá thú, an tháng, sau nguyệt hình, sáu mọi việc. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng tây bắc. Và sau đây, mời các bạn đón xem từ vị trí tít 12 quân giáp thứ ba ngày 21 tháng 12 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 21 tháng 12 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, cái điều này ảnh hưởng khiến cho bạn tuổi Tý trở nên kiêu căng và tự phụ, bạn tự coi mình là người tài giỏi nhất. Cho nên, hay tỏ ra quê thường bạn bè và đồng nghiệp xung quanh mình, không chịu tiếp thu ý kiến đóng góp của người khác nữa nhé. Và ngày này với bạn tuổi tí, nếu như bạn đang làm ở các vị trí cao, các vị trí lãnh đạo, khi muốn góp ý hoặc là phê bình ai đó, bạn đừng sử dụng những từ ngữ trách mắng quá nặng nề, gây tổn thương lòng tự trọng của đối phương. Trên thực tế, những lời góp ý nhẹ nhàng sẽ đem lại hiệu quả rất lớn hơn những lời chiếc móc nữa bạn tuổi tí nhá. Xem từ vi cho thấy hôm nay là ngày 18 tháng 11 năm Tân Sửu, thiêu hải thượng lạn ông, ngày này nhân thần ở phía trong khớp cổ tay, phía trong đùi và âm hộ, vì vậy với bạn tuổi Tý nên tránh mọi sự tổn thương va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này. Ngày này, nếu như với bạn tuổi Tý cần có công việc phải xuất hành đi xa thì bản mệnh cũng nên ưu tin xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông nam và tài thần, hướng Tây Bắc. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn có phần được thuận lợi hơn. Về từ vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim, có tầm nhìn xa trong rộng, thông minh và nhanh nhẹn. Từ vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy, không nên quên mình là nhất, xem thường mọi người xung quanh. Từ vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa, chú ý trong khi giao tiếp, tránh sử dụng những từ ngữ nặng nề. Từ vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ dễ làm mất lòng người khác khiến cho môi trường làm việc trở nên căng thẳng từ vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc mở rộng mối quan hệ xã giao không nên sống khép mình về đánh giá của ba tuổi tý trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao, con số may mắn, số 15, số 81, giờ tốt, từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Thân. Từ vi tuổi xỉu thứ ba ngày 21 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi xỉu cho chúng ta thấy là bạn tuổi xỉu đang gặp được ngày có thiên ấn trợ mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi xỉu đang làm trong các ngành nghề như nghệ thuật, nghiên cứu, khoa học, Dịch vụ, bạn khẳng định được vị thế của bản thân mình và khiến cho nhiều người phải khâm phục, kính trọng nhờ vốn hiệu biết và kinh nghiệm phong phú của mình nữa nhé. Tuy nhiên ạ trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu dù có quen thuộc với công việc như thế nào đi chăng nữa thì bạn cũng chớ có nên chủ quan đừng có cho rằng mình có tài thì nhắm mắt cũng sẽ giải quyết được công việc bởi nếu như bạn lơ là thì bạn vẫn sẽ dễ dàng mắc phải những lỗi lầm như bất cứ ai nữa đâu nhá Ngày này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có màu khác với Thổ, đáng buồn là cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay cũng không được như ý, đôi bên có thể xảy ra sự tranh cãi vì một số vấn đề nào đó, tượng trưng như là rất nhỏ nhặt và đôi bên đều cần phải thời gian để nhìn nhận lại vấn đề và thông cảm cho nhau nhiều hơn về tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim nhận được sự khâm phục của bạn bè đồng nghiệp tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy khẳng định được vị thế của bản thân tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa không nên lơ là trong các công việc tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ không nên cố chấp hãy bao dung hơn tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc vợ chồng không thống nhất được ý kiến với nhau về đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ ba này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 75, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi dậu, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ ba ngày 21 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi dần, cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội. Cái điều này sẽ giúp sức cho bạn tuổi dần trong ngày hôm nay khi bạn đang cố được đầu óc nhanh nhạy và điều đó cũng sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình giải quyết các công việc khó khăn, hóc bó. Với bạn tuổi dần, luôn là người tiên phong đưa ra các giải pháp và phương hướng giải quyết cho mọi người nữa nhé ngày này trong mối quan hệ xã giao của bạn mệnh tuổi dần cũng rất hài hòa bạn được mọi người yêu mến vì có cách cư xử chừng mực với mọi người bạn luôn biết cách kiềm chế bản thân mình để không hành sự nông nổi đắc tội với bất cứ ai Ngày này, xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày 18 tháng 11 năm Tân Sửu với ba tuổi dần đang phải chịu tác động của nhiều sao xấu như là sao thiên cương, sao thiên lại, sao tiểu hao, sao thụ tử, sao địa tặc sao lục bất thành và ngày hôm nay là ngày trùng tang, trùng phục, vì vậy với bà tuổi dần không nên tiến hành những công việc trọng đại như thế là cưới hỏi, khai trương, xuất hành hay là ký kết những hợp đồng quan trọng trong ngày hôm nay để tránh những rủi ro xảy ra với mình nhé. Về từ vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy công việc tiến trị được thuận lợi. Từ vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa có cách giải quyết cho mọi việc dù là gặp khó khăn. Từ vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ quan hệ xã giao thuận hòa được mọi người yêu mến. Từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc biết làm vừa lòng mọi người không nội nóng với người khác. Từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim không nên thực hiện những công việc trọng đại trong ngày hôm nay. Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 14, số 67, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lam, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tốt, tuổi hợi. từ vi tuổi mão thứ ba ngày 21 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi mão đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cái điều này đem tới cho bạn có được nhiều tin vui về tài lộc trong ngày hôm nay và nếu như bạn tuổi mão đã chăm chỉ dành thời gian cho các công việc làm thêm của mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua thì đây chính là lúc bạn tận hưởng thành quả của mình, mọi sự cố gắng của bạn đều không hề vô ích chút nào nhé. Trong ngày này với bạn tuổi Mão, một số người trong mệnh có được cát tinh phù trợ sẽ có thể phát tài nhanh chóng nhờ vào những trò chơi may rủi. Tuy nhiên, với bạn tuổi Mão không thể sống phụ thuộc vào số tiền này mà bạn cần phải cố gắng kiếm tiền dựa trên chính sức lao động của mình, bạn mới đạt được sự phát triển bền vững nhé. Và ngày này với bạn tuổi Mão á, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn mạnh nên xuất hành theo giờ Hoàng đạo và lựa chọn những hướng tốt để xuất hành. Hướng tốt trong ngày đó là Hỷ thần, hướng Đông Nam và Tài thần, hướng Tây Bắc. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn nữa nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy nhận được nhiều tin vui về tài lộc trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, công sức lao động của bạn được đền đáp xứng đáng. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, không nên có tâm lý may rủi khi làm việc. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc cố gắng kiếm tiền dựa trên sức lao động của mình từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim ít gặp phải những rắc rối trong công việc Về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 11, số 83, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thìn, tuổi tốt. Từ vi tuổi thìn thứ ba ngày 21 tháng 12 năm 2021 xem vận tình ngày thứ ba này với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là bà tuổi thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tư hại và đây là liềm báo cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay đang phải đối diện với nhiều chuyện rất khó giải quyết và ngày này với bà tuổi thìn bạn không những không nhận được sự giúp đỡ của mọi người mà thậm chí còn bị phản đối một cách quyết liệt nữa nhá với bà tử thìn khi đối diện với hoàn cảnh trên bạn không nên cảm thấy bất mãn hay là oán trách người khác thay vì vậy bạn cũng nên xem lại bản thân mình và có kế hoạch cho mình xem nó liệu đã phù hợp hay là chưa và vì sao mà mình lại không thuyết phục được mọi người như vậy và ngày này với bà tuổi thìn lại đang gặp ngày có màu khác với thổ. Cái điều này cũng cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được như ý muốn. Cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia dù là vợ chồng nhưng vẫn có những chuyện cần phải thấu hiểu và bao dung cho nhau nhiều hơn. Đừng để khi trò chuyện hai người thường xuyên rơi vào tình trạng bất đồng ý kiến, vô tình nói ra những lời gây tổn thương cho nửa kia của mình nhé. Về tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa, không được mọi người tin tưởng và ủng hộ. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ, sẽ ra tranh chấp trong họa hàng, người thân. Tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mệnh mộc, không nên hành động thiếu suy nghĩ, hãy xem lại bản thân mình. Tử vi tuổi canh thìn, thuộc mệnh kim, vợ chồng chưa thực sự thấu hiểu lẫn nhau. Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy, cần phải trò chuyện với nửa kia nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tử thìn trong ngày thứ ba này, sự nghiệp. 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 36, số 79, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thân, tuổi giàu. Từ vi tuổi tỵ thứ ba ngày 21 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là bà tuổi tỵ đang gặp được ngày có mộc sinh cho họa vượng cái điều này làm cho chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay diễn ra rất tốt đẹp với bà tuổi tỵ bạn tin tưởng vào nửa kia của mình và luôn có thể chia sẻ mọi suy nghĩ ở trong lòng mình với người ấy sự đồng cảm và thấu hiểu sẽ giúp cho hai người vượt qua được nhiều khó khăn thử thách trong cuộc sống và trong ngày này đối với những bạn đang còn độc thân cũng dần mở lòng hơn khi giao tiếp với những người khác giới và nếu như bạn có thiện cảm với ai đó cũng đừng có ngần ngại mà nên chủ động hơn bạn biết rằng mình không thể nào cứ mãi chờ đợi ai đó đến với mình như vậy được lại thêm trong vận trình ngày thứ ba này với ba tử tị đang gặp được ngày của chính quan chiếu mệnh cái điều này cũng đem tới cho bạn có được những tín hiệu đáng mừng trên phương diện sự nghiệp với tinh thần làm việc nghiêm túc bạn tuổi tỵ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và có được cơ hội thăng tiến đến với mình nữa nhé. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, quan hệ vợ chồng có được sự hòa hợp, đôi bên tin tưởng lẫn nhau. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, luôn cố gắng mở lòng với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, dễ vướng vào cảnh mâu thuẫn với đồng nghiệp. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, tinh thần làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, nhận được sự đánh giá cao của những người khác. Về đánh giá của bạn tử tỵ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 24, số 76, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phụ trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi, tuổi thân. từ vi tuổi ngọ thứ ba ngày 21 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi ngọ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tí ngọ mạo dậu cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo cần phải hết sức chú trọng trong chuyện chi tiêu ngày hôm nay dù bạn mệnh đang có tiền dư dả dạ đi chăng nữa cũng nhớ là phải để dành một khoản để dự phòng cho các tình huống bất ngờ có thể xảy ra nhé trong ngày này, đối với những bạn đang làm trong những lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, đầu tư, cần phải bình tĩnh cân nhắc chứ không nên vội vàng đưa ra những quyết định về đầu tư. Bởi thời điểm này, bạn gặp rất ít đối tác đáng tin cậy. Dù có nghe thấy những lời rụ rê, cũng chớ có nên siêu lòng bạn tử ngọa nhé. Và may mắn là trong ngày thứ ba này với bạn tử ngọ đang gặp được ngày có mộc sinh cho họa vượng cái điều này cho thấy chuyện tình cảm của bạn với nửa kia đang rất yêu thương và quý trọng nhau. Dù đã kết hôn từ lâu hay là đang ở giai đoạn tìm hiểu nhau thì bạn luôn nhớ tới việc hâm nóng cảm xúc tạo niềm vui bất ngờ cho người ấy nữa. Về từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, cần chú ý trong chuyện chi tiêu, chớ nên tiêu xài phung phí. Từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, không nên chi tiêu quá bừa bãi thì mới có thể tích lũy được. Từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa không nên đưa ra những quyết định về đầu tư quá vội vàng. Từ vi tuổi canh ngọa thuộc mệnh thổ, bình tĩnh chờ đợi thời cơ thích hợp đến với mình. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, thường xuyên hâm nóng tình cảm vợ chồng. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 29, số 72, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ vi tuổi mùi, thứ 3, ngày 21 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ 3 này với ba tuổi mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi trong ngày này đang có được báo hiệu công việc của bạn trong ngày hôm nay tiến triển cực kỳ là tốt đẹp khi bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, hợi mão mùi phù trợ. Tuy nhiên, với bạn tuổi mùi trong ngày này, nếu như muốn lập kế hoạch sao cho công việc phù hợp thì bạn cần phải đánh giá về năng lực cũng như là tình hình thực tế cho chính xác hơn nhé. Và với bạn tuổi mùi trong ngày này cũng rất may mắn bạn có được cơ hội gặp gỡ quý nhân và quý nhân có thể sẽ giúp cho bạn xác định được hướng phát triển trong tương lai, đồng thời giải quyết được những rắc rối hiện tại mà bạn đang gặp phải. Vì vậy, với bạn tuổi mùi, hãy nhân cơ hội này để học hỏi được những điều mới mẻ hay ho từ người ấy nhé. Tuy nhiên với bạn tuổi mùi trong ngày này lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc của mình mà thiếu đi sự quan tâm tới những người thân trong gia đình. Bạn đừng có tìm cớ đẩy mọi công việc nhà cho người ấy bởi cả hai đã là vợ chồng đều phải có trách nhiệm để xây dựng mái ấm gia đình mạng tuổi mùi nhé. Về từ vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, công việc tiến triển khá thuận lợi. Từ vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy cần phải xác định rõ ràng khả năng của mình và hãy đặt ra mục tiêu xa vời hơn. Từ vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa, quan hệ xã hội được tốt đẹp có được cơ hội gặp gỡ quý nhân từ vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ cần phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình từ vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc không nên đẩy hết trách nhiệm cho nửa kia và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 38 số 78 giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cá tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tỵ, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ ba ngày 21 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang gặp ngày có kiếp tài chứa mệnh. Cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo rất dễ vướng phải mâu thuẫn với đồng nghiệp trong ngày hôm nay. Và với bạn tuổi thân, không nên là người trong ngoài cho những mâu thuẫn. Nếu có việc gì không phù hợp với quan điểm của mình, bạn cũng nên bình tĩnh trao đổi với mọi người trước cái đã nhé. Và ngày này với bạn tuổi thân, trước khi đi đến một quyết định nào đó, bạn cũng nên học cách lắng nghe sự góp ý của những người khác, không nên cứng đầu cứng cổ, làm việc theo ý của mình. Sự bốc đồng sẽ khiến cho bạn gặp phải nhiều rắc rối nữa đó nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thân, lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc, cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn với nửa kia có thể xảy ra sự tranh cãi trong ngày hôm nay. Vợ chồng có một vài quan điểm không phù hợp với nhau là chuyện thường và bạn trở nên vì điều ấy mà thất vọng, nội nóng hoặc là nói những lời gây tổn thương cho người ấy nhé về tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy dễ vướng phải những rắc rối với bạn bè, đồng nghiệp. tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa không nên châm ngòi cho những mâu thuẫn trong tập thể. tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ học cách lắng nghe ý kiến của người khác. tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc vợ chồng bất đồng quan điểm với nhau. tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim hãy thay đổi những tính xấu của mình. và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này sự nghiệp. 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 77, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Dậu, thứ ba, ngày 21 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu bạn là người vốn rất nhạy biến và dội ứng biến tuy nhiên trong ngày hôm nay dưới sự tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung tí ngọa mạo dậu cái điều này lại làm cho bạn quá kiêu ngạo và nóng nảy không chịu thỏa hiệp và lắng nghe ý kiến của bất cứ ai cả trên phương diện tình cảm của bạn tử dậu trong ngày thứ ba này, bạn mệnh đang được nhiều đối tượng khác giới quan tâm, để ý và săn đón. tuy nhiên nếu như bạn đang còn là độc thân, bạn không nên vội vàng đến với một ai đó mà cần phải dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về đối phương nữa. ngày này, xem tử vi cũng chỉ ra rằng với bạn tử dậu đang phải chịu tác động của nhiều sao xấu như là sao thiên cương, sao thiên lại, sao tiểu hao, sao thủ tử, sao địa tặc, sao lục bất thành và ngày hôm nay là ngày trùng tang, trùng phục, sao Nguyệt Hình. Vì vậy với bản tử dậu không nên thực hiện những công việc trọng đại như thế là cưới hỏi, xây cất về nhà cửa, hay là khai trương, xuất hành, hay là ký kết những hợp đồng quan trọng để tránh xảy ra những rủi ro với mình. Trong ngày, đối với những gia đình có thai phụ thì cũng không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Vài tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, khả năng ứng biến tốt khi đối diện với những rắc rối. từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa, sẵn sàng gây gõ, nội nóng với mọi người. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ được nhiều người khác giới quan tâm, để ý và săn đón từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc nên giữ khoảng cách thích hợp với người khác từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim thể hiện được quyền uy của mình được người khác nể trọng. Và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 36, số 94, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Tuất thứ ba ngày 21 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với ba tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi tuất đang gặp được ngày có nhị hợp nâng đỏ cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi tuất làm ăn được nhiều thuận lợi trên nhiều lĩnh vực và ngày hôm nay nếu như bạn tuổi tuất nhanh tay nắm bắt được cơ hội với bạn sẽ tìm được mối đầu tư hợp tác có giá trị giúp cho bạn cải thiện được tình hình tài chính hiện tại một cách nhanh chóng nữa và với bạn tuổi tuất trong ngày này, dù ai cũng muốn nhận được sự ngưỡng mộ của người khác, song với bạn, đừng có lấy đó làm cái cớ để thường xuyên lấp liếm đi những vấn đề mà mình đang gặp phải, hoặc là những vấn đề chưa hiểu, hoặc là làm sai điều gì đó. Bạn cần biết rằng, dũng cảm nhận lỗi sẽ giúp cho bạn phát triển một cách nhanh chóng hơn nữa nhé. Và xen tử vi cùng cho thấy, trong ngày này với bạn tuổi tuất, lại đang gặp ngày có màu khác với thổ, cái điều này làm cho cái chuyện tình cảm của bạn với người ấy có thể xảy ra bất đồng quan điểm với nhau trên một vài phương diện nào đó. Và với bạn tuổi tuất hãy nhớ là chờ cả hai cùng bình tĩnh trở lại rồi thảo luận với nhau sau, chớ có nên nói dài, nói dài trong lúc đôi bên cùng nóng giận mà làm cho cái chuyện tình cảm càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, tìm được mối đầu tư hoặc là hợp tác làm ăn có lợi từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ nhanh chóng nắm bắt được cơ hội không nên trần chừ do dự từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc không nên cố tình che giấu những vấn đề mà mình đang gặp phải từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim vợ chồng cần phải thống nhất quan điểm với nhau từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy chia sẻ những khó khăn với mọi người về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 38, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi thân. Từ vi tuổi hỏi thứ ba ngày 21 tháng 12 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi hợi đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng. Cái điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn tuổi hợi trong ngày hôm nay trở nên tươi đẹp hơn. Với bạn tuổi hợi, đối với những người đã lập gia đình rồi thì sẽ có được một ngày trôi qua yên bình. Và nếu như có vấn đề gì đó xảy ra, các thành viên trong nhà sẽ luôn trao đổi với nhau để tìm ra cách giải quyết vấn đề sao cho hợp tình hợp lý nhất có thể và ngày này đối với những bạn đang còn độc thân có thể sẽ nhận được nhiều tín hiệu đáng mừng từ những người khác giới và con người không có ai là hoàn hảo cả vậy nên với bạn tuổi hợi bạn nên mở lòng mình hơn để nhận ra được những ưu điểm của mọi người nữa nhé tuy nhiên trên phương diện sự nghiệp của bạn tuổi hợi trong ngày thứ ba này lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh cái điều này tạo cho bạn đang có những tác động không mong muốn trong công việc của bạn và với bạn tuổi hợi không nên chống đối lại cấp trên một cách quá trực diện như vậy bạn hãy tìm cách bày tỏ ý kiến của mình một cách uyển chuyển hơn có như vậy mới không làm mất lòng cấp trên cũng như là ảnh hưởng tới công việc của mình về sau này nhé về từ vi tuổi ất hỏi, thuộc mệnh hỏa, gia đình quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Từ vi tuổi đinh hỏi, thuộc mệnh thổ, đối với những bạn đang quản độc thân, nhận được nhiều sự quan tâm, săn đốn của những người khác giới. Từ vi tuổi kỵ hỏi, thuộc mệnh mộc, hãy mở lòng với mọi người, đừng quá mức sôi mối. Từ vi tuổi tân hỏi, thuộc mệnh kim, không nên chủ động đối đầu với cấp trên. Từ vi tuổi quý hỏi, thuộc mệnh thủy, chú ý hơn trong cách bày tỏa quan điểm của mình về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 55, số 99, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mão, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại